Ra nắng tí xíu da sần đen rồi. Vì da cậu trắng nhưng không khỏe nên dễ bắt nắng và hư tổn hơn. Kem dưỡng trắng tái tạo da Nivea với glycine giúp tái tạo tế bào da hư tổn, cho da trắng khỏe và không bắt nắng nữa. Kem dưỡng trắng tái tạo da Nivea.